vậy là chúng ta vừa có buổi ăn sáng nhẹ cũng như là bay trên vùng trời Temecula thật là lãng mạn trong chiếc khinh khí cầu cùng với California Dreaming, cũng như là ghé thăm một chút xíu Vineyard Vendimia. Và bây giờ thì Thủy Vân xin mời quý vị chúng ta hãy cùng ghé thăm Lioness Cellar và có cái cuộc dạo chơi thử rượu đầu tiên trong ngày hôm nay nhé. Với tiêu chí giới thiệu Temecula như một điểm dừng chân lý tưởng cho những buổi hẹn hò của các cặp yêu nhau, Lioness là một sự lựa chọn thích hợp, nhất là cho những ai yêu thích vừa tìm hiểu về rượu vang, vừa được hướng dẫn tận tình trong một khung cảnh khá lãng mạn. Kính thưa quý vị, Thủy Vân đang đứng bên cạnh anh Tony và ngày hôm nay anh Tony sẽ giải thích, educate, giáo dục chúng ta một chút xíu về wine, quý vị nhé. Hi Tony, how are you today? It's a beautiful day in Temecula. Beautiful in the vineyard today. Yeah. So I know that you've been with Lioness Cellar for about 10 years now. So can you tell us a little bit about the Lioness Cellar story? Lioness là một hầm rượu, vườn nho do một gia đình làm chủ. Và họ đã có mặt ở đây từ năm 2003. Nhưng từ trước khi họ bắt đầu vào việc sản xuất rượu vang, họ đã trồng nho từ rất lâu rồi. Như lúc này đây, chúng ta đang đứng trên một trong khoảng 80 vườn nho mà ông chủ đã từng chăm sóc. Vườn nho này chiếm 13 mẫu trong số tổng cộng 600 mẫu đất mà Lioness làm chủ tại Temecula. Đây là vườn nho Rolling Hills, tạm dịch là vườn nho đồi trập trùng, với 13 mẫu chuyên trồng Cabernet Sauvignon, một loại nho nổi tiếng thuộc dòng Bordeaux, một trong số 20 loại nho mà chúng tôi đang có tại đây. I'm just out of curiosity, is Cabernet Sauvignon is one of your main wine here? It's one of the more anticipated varieties that we release every year. But again, Cabernet là một trong những loại rượu được mong chờ nhất trong số hàng chục loại rượu của Lioness và là một trong năm loại nho điển hình của dòng Bordeaux mà chúng tôi trồng tại đây, như là Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, một chút Malbec, cũng như những loại vang điển hình khác như Syrah, Grenache, Pinot Grigio mà ta có thể thấy được ở bên kia đồi. Grigio, which you can see out on the hillside there. So many classic varieties that we could farm right here in Temecula. Talking about wine, well, you know, Vietnamese, Asian people in general, Vietnamese people, we love drinking wine, but we don't really have the knowledge of. So when you talk about varietals and when you talk about different kind of wine, and now when we hear the sun, because I've heard that different the intensity of sun in, you know, affect the grapes and years is different years. So what's with that? Yeah. I'm confused. Well, to start at the beginning with your first question, there's thousands of varieties of grapes. So they estimate between 12 and 15,000 different varieties of grapes. But as far as the species they use to make the classic wines, it's called Vitis vinifera. Just a few thousand of those varieties. And those are the varieties that have been grown, you know, for thousands of years to make the classic wines. And that's what I'm talking about when I say Cabernet Sauvignon. That's one of those classic varieties. But yeah, you brought up sun. Cô nhắc đến mặt trời, đó là yếu tố chính trong sự phát triển của nho. Development of the fruit. So the grapes love a nice long growing season, which we have here in Temecula. Vì giống nho trải qua một mùa nắng dài với những ngày hè ấm áp và đêm mát mẻ. Temecula chỉ nằm cách biển chừng mấy mươi cây số thôi, nên cô có cảm thấy luồng gió từ phía Tây thổi vào không? Tại đây ta hưởng được gió biển dường như mỗi ngày, làm cho những buổi sáng đầy sương và buổi đêm dịu mát. Và đó chính là những điều mà cây nho rất thích. The good climate for growing the grapes. Yeah. So that's probably why, even though that Temecula is a pretty new, they have a special word for areas for to grow wine, right? That's right. Yeah, so in France they would call it an appellation, which right, is a exactly, specific yeah. geographical location where they grow the grapes. In California we call it something else, an AVA, or an approved viticultural area.
In California, it is kind of subdivided into three major regions. You have your North Coast, which most of us are familiar with, Napa, Sonoma, famous viticultural areas in the North Coast. Then we have our Central Coast, if you've ever been to Paso Robles, Santa Barbara. But Temecula is part of what they call the South Coast region. And Temecula is one of several viticultural areas down south, but probably the most popular. I think we're averaging about 100,000 guests visiting Temecula every month. So wine has become the fastest growing tourist industry, and it's people come to California to taste wine more than any other tourist attraction now. So it's been pretty exciting. Yeah, we're blessed to be in California, the best of everything. That's right. But the thing is, we talk about sun, but at the same time, we talk about the soil. And how about when I talk to people and I said, you know, well, the same region, the same vineyard, but different years give you different, totally different wine. That's right. That? Well, let's talk soil first. Nào thì ta hãy nói về đất trước nhé. Strange sandy soil here. You're kind of sinking down into it. Ta đang đứng trên một mảnh đất khá khô và nhiều cát, được biết đến là sandy loam soil, một dạng đất tuyệt vời và phù hợp nhất để trồng nho. Một trong những lý do là vì độ thẩm thấu của nó. Nước tưới tiêu sẽ trôi tuột vào trong đất. Rễ của cây nho rất sâu, bám chặt vào lòng đất và hút chất nước ấy. Nhưng không chỉ có đất cát, mà cũng có hàng chục loại đất khác ta cũng có thể trồng được nho. But as far as, what was your other question? As far as the year. In wine, we call the year the vintage. So from year to year. Vào mỗi năm khác nhau. Mỗi mùa thu hoạch nho khác nhau, ta có những điều kiện thời tiết khác nhau, và chính như vậy dẫn đến chất lượng của trái nho cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Như thế này, mỗi năm thu hoạch, ta thu hoạch một loại nho khác nhau cho dùng cùng giống, và chính vì thế sẽ cho ra những chai rượu vang hoàn toàn khác nhau. Và đó cũng là sự đặc biệt giữa việc làm rượu vang khác với việc sản xuất bia hay rượu mạnh, khi mà sự ổn định về mùi vị đòi hỏi phải đều đặn từ năm này sang năm khác. Coveted, very loved, and people grow very attached to them. I can tell. And I've heard some wine grower or vintner, told me is that they're more harsh the weather. Actually, sometimes the better the grape, because the wine has to dig deeper into the ground. Yes. Wasn't that true? So that's true to a sense, a degree. The vintner, the grape growers, they want to kind of almost stress the plant. The more under duress and stress the plant is, it has to work much harder to produce the fruit. So actually, you get less yields, but higher concentrated, better quality fruit. When the plant's relaxed, it tends to over-yield, produces an abundance, and that's when the nutrients start to really spread thin from bushel to bushel or cluster to cluster. So you don't get the quality, the concentration as you would if the plant just yielded smaller amounts of fruit. The last question I have for you, Tony, is a very large vineyard that Leona's sellers have. Mm-hmm. So usually how many cases or the... Câu hỏi vàng trong ngày đây rồi. Như thế này nhé. Mỗi vườn nho đều được coi sóc khác nhau, như cô thấy đấy. Mỗi hàng nho đều được chăm theo kiểu riêng, tùy vườn nho. Mỗi vườn nho có thể cho ra sản phẩm chừng vài tấn nho cho mỗi mẫu đất. Giống như trên mảnh đất trồng Cabernet mà ta đang đứng đây, sẽ cho ta chừng 3 tấn nho cho mỗi mẫu. Mỗi tấn nho là chừng 2.000 pound nho. Và sau quá trình nghiền và lấy nước, ta sẽ còn lại chừng một nửa thùng barrel, là chừng khoảng 30 gallon rượu. Vị chi là khoảng 150 chai rượu thành phẩm cho mỗi tấn nho. Và nếu làm toán thì ta có thể làm bài toán nhân để có thể đưa ra tổng số sau cùng lượng rượu mà Leonette sản xuất. Particular variety that we're growing there. And again, our vintners want the best quality, so they're only giving you the perfect amount of yields per vine to give you the best quality and the best quality wine. And that's what makes Leonette unique to a lot of other wineries in the valley is we grow all of our own grapes. So we have that full meticulous care from the soil to the bottle in all of our wines, where a lot of the winemakers, they have to buy their fruit from outside sources. We actually produce grapes for a lot of the wineries here in the valley. We even truck fruit all over the place to different winemakers. But every year, we're going to take that meticulous best fruit that we grow for Leonette wines. So it gives us an advantage. So
With that said, I can't wait to visit your barrel room and taste your wine. That sounds great. Let's go. Thank you, Tony. You're welcome. So they'll start to produce sugars, get their color, get their flavor. Lúc đầu thì nho xanh như thế này đây, nhưng sau một khoảng thời gian, chúng sẽ dần có màu sắc và cả mùi vị riêng của mình. Thường thì chúng tôi thu hoạch vào tháng 10, nhưng năm nay nho trổ trái sớm. Có lẽ vì chúng ta không có mùa đông và mùa hè đến quá sớm chăng, nên có thể năm nay chúng tôi sẽ thu hoạch dòng nho Cabernet này vào tháng 9. Bây giờ còn là thời kỳ phôi thai cho nho đang tăng trưởng, nên mọi thứ thật xanh, tươi và rất đẹp. Chúng tôi đang ra sức chăm sóc cây nho vào thời điểm này, và nếu như mà cô để ý, cứ cách mỗi hàng nho, chúng tôi lại có một dãy barley xanh xen kẽ. Đó là vì barley rất giàu về nitrogen và cung cấp dinh dưỡng cho nho. For these guys to feed off as they're growing so rapidly at the moment. But it just has a beautiful, crisp, kind of fresh feel in the winery this time of year. My favorite time of year is the springtime in Temecula, and it feels like it came a little early this year. We almost have summertime heat today. Sau khi dạo bước trong vườn nho, tìm hiểu cặn kẽ về cây nho, chúng tôi theo bước anh hướng dẫn viên ghé thăm phòng làm rượu, barrel room. Trên chiếc xe golf bé bé, chúng tôi đi xuyên qua vườn nho xanh mát và lắng nghe thêm câu chuyện về Leonas. Tuy Leonas là một hầm rượu vườn nho có tuổi đời khá trẻ, nhưng chủ nhân của nó đã bắt đầu canh nông tại khu vực này từ năm 1976 và là một trong những gia đình đầu tiên đến Temecula lập nghiệp. Khu vực Nam California, cụ thể là Temecula, là vùng chuyên về trồng các loại cây họ quýt và các giống bơ. Có thể nói đây là khu vực cung cấp bơ và cam quýt nhiều nhất cả nước. Thế nhưng vào đầu thập kỷ 90, khi có làn sóng nhập khẩu ồ ạt cam quýt và bơ từ Mỹ Tây Cơ vào tiểu bang California, khiến cho sự nuôi trồng hai loại trái cây này của những nhà nông không còn đem về nguồn lợi tức nữa. Và lúc đó, họ bắt đầu chuyển sang hướng trồng nho và làm rượu. Vườn nho đầu tiên của Leonas hình thành vào năm 1991 và dần dần những mảnh đất chuyên dụng cho cam quýt và bơ trước đây dần hóa thành những ruộng nho xanh mát. Leonas bắt đầu thu mua lại những mảnh đất và vườn nho lân cận, đưa tổng số vườn nho của Leonas lên khoảng 80 vườn nho. Lúc đầu thì họ chỉ trồng nho và bán lại cho những hầm rượu hay nhà làm rượu khác. Nhưng vào độ cuối thập kỷ 90, khi nghe được nhiều lời ngợi khen về chất lượng rượu tuyệt vời đến từ những trái nho do chính họ trồng nên, điều đó đã khiến cho Leonas có ý định ngừng bán và tự làm rượu nho của mình. Đây chính là nơi đầu tiên khi ý định ấy vừa manh nha, ngay trong căn nhà kho này đây. Hiện nay thì dĩ nhiên với quy mô phát triển của hầm rượu và vườn nho, Leonas sẽ có thêm rất nhiều những thiết bị hiện đại, như là những thiết bị làm rượu công nghiệp được để ở ngoài trời như thế này, thay vì những cỗ máy truyền thống bằng gỗ để nghiền và chiết nước nho như ngày xưa. Mọi thứ đều đã được hiện đại hóa. Ngay bên góc bên kia là máy nghiền nho, người ta hay gọi tên là Lucy. Nếu ai đã từng coi bộ phim truyền hình dự tập cổ điển I Love Lucy thì chắc chắn biết ngay cái tên ấy xuất phát từ đâu. Tony tâm sự, dù máy móc của chúng tôi vẫn ở quy mô nhỏ, nhưng chiếc máy ấy có thể nghiền chừng 1.000 phao nho trong vòng 2 phút. Chỉ mới năm ngoái thôi, chúng tôi thu hoạch 1.400 tấn nho. Tưởng tượng thử xem nếu bạn đạp và nghiền nho bằng chân và tay theo phong cách cổ truyền, thì không biết đến bao giờ mới xong nhỉ?